Em Hùng đang có mặt tại khu đấu giá của thôn Hương Đình, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. Ngày 30 tháng 6 năm 2024 vừa qua, thì trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã tổ chức mở phiên đấu giá, tại thôn Hương Đình. Vị trí ở đây thì rất là đắc địa, view mặt đường đôi và ngay phía trước, sau bức tường kia chính là khu công nghiệp, chính là cụm khu công nghiệp, và loanh quanh bán kính trong vòng 1 km ở đây thì có cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài, có các cụm khu công nghiệp. Địa chỉ tại thôn Quang Tiến cũng như là khu dân cư hiện hữu và các cơ quan hành chính và tất cả các tiện ích khác. Và đặc biệt hơn nữa thì ở phía trước kia khoảng chừng 200m chính là đường Võ Nguyên Giáp kéo dài, rất là thuận tiện để các anh chị di chuyển vào trung tâm nội thành, cũng như tuyến đường đó sau này sẽ được kết nối vào tỉnh Thái Nguyên, giao thương sẽ rất là thuận tiện. Với giá khởi điểm tại đây là 33,1 triệu trên 1 m. Tuy nhiên thì giá trúng sẽ là giá khác. Và hiện tại thì các anh chị để sở hữu được bất động sản tại đây sẽ không phải trải qua những vòng đấu giá cạnh tranh này nữa. Các anh chị chỉ cần trả với giá trúng cộng thêm giá chênh lệch một chút để các anh chị có thể sở hữu được bất động sản tại đây. Vị trí đẹp nhất thì sẽ có view đường đôi. Vị trí băng 2 thì sẽ ở phía sau này. Đây, ngay bên cạnh đây chính là đường, là lối thoát hiểm. Lối thoát hiểm chạy xuống phía bên dưới kia thì có, ở đây thì đã có đầy đủ các cơ sở hạ tầng, điện chiếu sáng, cũng như là sau này đây sẽ được trồng thêm cây xanh, đường trải nhựa, lòng đường rất là rộng, ô tô tránh thoải mái, và tiềm năng ở đây thì kinh doanh cũng khá là tốt. Ở phía bên dưới kia chính là khu đấu giá cũ, và ngay phía sau đây chính là cụm dân cư đang hiện hữu. Dịch xuống bên dưới kia một chút thì có trường học. Đây, ở phía bên dưới này đây chính là đường hai ô tô tránh, được mới được trải nhựa xong, lát vỉa hè, cũng như là hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống điện nước chờ đã được hoàn thiện. Hiện tại thì cũng có một số các nhà đầu tư đã gửi cho em Hùng thông tin một số quỹ đất vị trí rất là đắc địa tại địa chỉ này. Các anh chị quan tâm tới đất đấu giá Hương Đình, đất ở trong dân, khu vực gần khu công nghiệp, các anh chị quan tâm kết nối Zalo cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393 để em Hùng gửi những thông tin chi tiết nhất tới các quý anh chị. Video ngày hôm nay của em xin kết thúc tại đây. Em Hùng xin chào và hẹn gặp lại các quý chị ở những video lần sau.